1950, chúng ta sẽ thấy vào năm 1950 thảm họa Minatoba chỉ có 50 km bờ biển, thế nhưng nhà cầm quyền của Nhật đã phải sử dụng đến 85 tỷ yên vào thời đó để xử lý, dùng 23 năm trời để vây bắt tất cả những hải sản sống ở vịnh Minamata để tiêu hủy, 14 năm trời dùng các phương tiện hiện đại để rồi hút bùn, hút trầm tích để xử lý chất độc. Thế nhưng người Nhật Bản vẫn đang phải chịu thảm họa. Và thảm họa Minatoba đó không chỉ dành riêng cho dân tộc Nhật Bản mà còn cả dân tộc, cả hành tinh này. Đó là một vết nhơ. Và vì thế chúng ta so sánh giữa Formosa và Minamata thì chúng ta thấy Formosa Hà Tĩnh lớn gấp 3 lần so với Minamata. Nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam của chúng ta thế nào? Đã chạy tội cho Formosa, đã bảo vệ Formosa và đổ tội cho ông trời và thậm chí đổ tội cho người dân. Chúng ta thấy việc mà nhà cầm quyền Việt Nam của chúng ta hành xử với chúng ta như thế nào vào những ngày mà chúng ta đi khởi kiện, không chỉ Phú Yên mà cả sông Ngọc nữa. Còn chúng ta nhìn sang bên Đài Loan, chúng ta sẽ thấy như thế nào? Nhà cầm quyền của Đài Loan cũng như người dân Đài Loan đang đòi Formosa phải minh bạch và trả lời cũng như đền bù thiệt hại một cách xứng đáng và giải quyết thảm họa môi trường một cách triệt để. Thế nhưng nhà cầm quyền của Đài Loan đã bảo vệ người dân như thế nào và kể cả những người Việt Nam biểu tình ở bên Đài Loan như thế nào? Còn Việt Nam của chúng ta đây thì chúng ta sẽ thấy con người của chúng ta đây hôm nay đang bị cướp,
cướp chính quyền rồi. Đây hôm nay chúng ta đang bị cướp nhân quyền, cướp cuộc sống, cướp mạng sống của chúng ta, cướp sự thật và cướp chân lý. Chúng ta hãy gửi đến nhà cầm quyền cái nguyện vọng của chúng ta. Formosa! 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 Ơi, xin cảm ơn cha Dí Song Ngọc cùng các bạn chị em Song Ngọc. Chúng ta khiêm được về, chúng ta xin vui lòng chờ đường với giao thông. Come to go out.